Vậy thì nếu như mà chương trình sau một thời gian nữa mời Sam tiếp tục dẫn kênh VT thì Sam có tham gia tiếp không? Khi mà mình phải hy sinh quá nhiều thời gian và chỉ có thể dành cho nó thôi, không có thể làm những cái dự án khác. Sam vẫn sẽ dành sự ưu tiên cho Confetti rất là nhiều. Nếu như mà đồng thời có lời mời của Confetti và những cái dự án khác thì Sam vẫn sẽ ưu tiên cho Confetti. Tại vì mình là người đã đồng hành và gắn bó với Confetti từ những ngày đầu tiên mà, và mình yêu thương giống như là một cái thành viên trong gia đình của mình vậy đó. Và tất nhiên là Sam sẽ muốn gắn bó nhiều hơn và làm những điều tốt hơn nữa cho Confetti. Vậy thì suốt 3 tháng qua như Sam chia sẻ là suốt ngày từ sáng lên phim trường đến tối mới về. Vậy thì sau một khoảng thời gian rất là xa như vậy thì bây giờ sau khi mình đã trở về rồi thì Sam thèm ăn cái gì thì thèm gặp ai nhất, muốn gặp ai nhất? Nếu mà nói là quay trở về thì đầu tiên là Sam phải giải quyết những cái công việc còn dang dở, trở về là một núi công việc luôn, giải quyết những cái công việc còn dang dở. Tiếp theo là Sam muốn dành thời gian cho gia đình của mình nhiều, tại vì gia đình là Sam không có thời gian để dành cho gia đình của mình nhiều trong suốt 3 tháng qua. Đặc biệt là cái dịp lễ Tết vừa rồi nữa Lễ đúng Tết không? cũng không có ở bên mẹ luôn, mẹ năm nay phải ăn Tết một mình, rất là thương mẹ. Và kế tiếp nữa là Sam muốn dành thời gian cho bạn bè, tại vì tham gia Confetti là mất hết bạn luôn. Không có thời gian để gặp gỡ bạn bè nữa Không có đúng thời không? gian để gặp gỡ bạn, mà bạn bè thì cứ nói là tuồn câu hỏi cho mà mình không tuồn, thế là bị bạn bè giận hết. Nói đùa một xíu vậy thôi, chứ bạn bè Sam thì tham gia Confetti nhiều lắm.